về thắp lại một thời hoa đỏ cháy, một thời hồn nhiên khát khao vùng dài, chiều mến thân thương hai tiếng tông mi. Gần 60 năm trước, khi đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang bắn phá miền Bắc, quê hương Tuyên Hóa chìm trong mưa bom, bão đạn. Tại thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, trường phổ thông cấp 3 Tuyên Hóa được thành lập. Cũng như các khóa trước, khóa 1971-1974, học tập trong vô vàn khó khăn, gian khổ của những năm tháng chiến tranh ác liệt. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, thầy và trò không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy, học, mà còn tham gia lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Những lớp học dưới bom đạn chiến tranh, trong lán trại hầm hào, vừa làm nơi học tập, vừa là chiến hào, trận địa bắn máy bay. Cố nhà giáo Đặng Phàn, hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp 3 Tuyên Hóa, đã có những lời thơ sâu lắng về những tháng ngày gian khó mà tự hào ấy. Ai quên được những ngày đầu dạy hóa, bảng tuần hoàn vẽ trên giấy xi măng, và các em học toán, học văn. Qua đóm lửa, dưới ánh mờ pháo sáng, bom đạn rú, giọng thầy càng sang sảng, tiếng hát các em át cả tiếng bom. Vì chiến tranh cho nên là trường chuyển khắp nơi. Khi mà chuyển thì học trò là dỡ tất cả nhà cửa để tất cả mọi thứ là chuyển theo bè đưa lên. Thầy trò chia nhau người thiệt là từng cái bữa ăn, mặc dù rất là đạm bạc, từ những cuộc khoái bập ngô, nhưng mà tình cảm rất là sâu nặng. Khi vào trường là hai bên là có mình dạy cái sơ cư, phía bên trái là cái giếng của trường, phía bên phải là gọi là hiệu bộ, tức là nhà của thầy hiệu trưởng, và đi vào phía bên sau nữa là nhà ở của các thầy, và xung quanh hình chữ U thế này là tất cả các lớp. Cái kỷ niệm đó bỗng ùa về chúng tôi, bỗng ùa về chúng tôi, gửi cho chúng tôi những cái kỷ niệm hết sức sâu lắng của một thời quá khứ vẻ vang, một thời gian khổ mà suốt đời này không bao giờ quên được. Qua bao bận đổi rời, dấu tích của ngôi trường cấp 3 Tuyên Hóa xưa cũ đã không còn nữa. Chỉ còn đó hàng xà cừ cổ thụ sừng sững vươn mình giữa mênh mang đất trời. Năm xưa, hàng cây ấy được vun trồng bởi những đôi bàn tay của các cô cậu học trò khóa 1971-1974. Trải qua bao bão giông, nắng gió và những khắc nghiệt của thời gian, hàng xà cừ vẫn vững chãi nơi góc sân ấy, như đợi chờ phút giây hội ngộ sau nửa thế kỷ, trở về góc trường cũ, bao ký ức cùng niềm thương, nỗi nhớ lại bất chợt ùa về. Thầy xưa, bạn cũ, người còn, người mất, chỉ có kỷ niệm thì vẫn mãi rưng rưng như vòng lục âm. Học sinh thời chiến, 58 học sinh lớp B khóa 1971-1974 đã có những tháng ngày dẫu cơm không đủ no, áo không đủ mặc, nhưng những đôi chân trần vẫn vượt nắng, vượt gió, vượt quãng đường xa ngái để được đến trường. Nơi bến sông quê ngày ấy đã có bao chuyến đò miệt mài chở những học trò nghèo vượt sóng gió dòng danh, vượt nắng mưa khắc nghiệt của vùng đất cằn khô sỏi đá. Cũng trên bến sông này đã chứng kiến bao kỷ niệm hồn nhiên trong sáng và vụng dại, vun bồi bao ước mơ tuổi học trò.
bao tháng năm rồi muôn nẻo ngược xuôi, chấp chới trong đời bao nỗi buồn vui. Đọng lại trong tim con đò bến cũ, không phai mờ hình bóng bạn xưa. Buồn vui đong lại trong tim con đò bên cũ, không phải mơ hình bóng bạn xưa. Bạn bè ơi, không có sáng hẹn chỉ có nụ cười thôi, không có danh quyền chỉ có bạn bè thôi. Về với ngày xưa cho mình trẻ lại, về đi thôi. Để gọi tao đi, về đi thôi, về lại ngày. Cho đến bây giờ nhìn các bạn thành đạt, nhìn các bạn nhà cửa đàng hoàng, nhìn các bạn là vợ con ấm cúng đoàn kết, chúng tôi sướng lắm. Tháng 5 năm 1974, sau 3 năm gắn bó, những học sinh lớp B xa mái trường, mỗi người mỗi ngả, người xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, người ở lại xây dựng quê hương, người tiếp tục học tập để trở thành những nhà giáo, kỹ sư, doanh nhân. Dẫu ở đâu, làm gì, thì quê hương, mái trường và những năm tháng gian khổ đã tôi luyện nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh để mỗi người sống có ích cho đời, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Tỉnh lần này là lần đầu tiên mình được trở về với mái trường thân yêu ngày xưa, được gặp các bạn học sinh lớp B niên khóa 71-74, cấp 3 Tuyên Hóa Quảng Bình, bao cảm giác được tràn về những kỷ niệm xưa của tuổi thơ. Những buổi là cái học hành, những bạn rất tinh nghịch nhưng vui vẻ, vô tư, đó như Bần Huệ, Bần Bách, Bần Công và Liệt. Những kỷ niệm đó là cái không thể quên được mãi mãi trong cuộc đời mình. Tôi học mới đến lớp 9 thôi, gần hết lớp 9. Thì lúc này chiến tranh rất là ác liệt, theo tiếng gọi của Đảng, của Nhà nước. Thì lúc đó tôi quyết định là lên đường để nhập ngũ. Thì hành trang của tôi mang theo chỉ có là những cái kỷ niệm đầy ắp vào một cái quyển nhật ký. Mà trước khi có quyết định ra đi thì bạn bè và tất cả mọi người đã ghi vào những cái dòng lưu niệm đó để tôi mang theo. Và trong những cái lúc ở chiến trường hết sức là vất vả, khốc liệt, thì những cái lúc rỗi rãi, tôi thường lấy cái quyển nhật ký đó ra để tôi đọc những cái lời của bạn bè trong lớp B của tôi. Và đó là cũng những cái động lực để giúp đỡ cho bản thân tôi là vượt qua được tất cả những cái khó khăn đang thử thách ở trong chiến trường. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, liệt sĩ Mai Xuân Cảnh tạm biệt quê hương, tạm biệt lớp B thân yêu, gác bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Chưa kịp nhìn non sông thống nhất, chưa một lần chớm nở tình yêu đôi lứa, anh hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn, trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng chỉ 3 ngày, bỏ lại bao ước mơ còn dang dở. Thương bạn vẫn nằm lại nơi chiến trường xa xôi, bạn bè lớp B đã quyên góp kinh phí đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương Tuyên Hóa. Vậy là sau 45 năm kể từ ngày hy sinh, năm 2020, liệt sĩ Mai Xuân Cảnh được trở về với đất mẹ trong ấm áp tình thương yêu của quê hương, của gia đình và những bạn bè lớp B ngày ấy. Tôi hẹn Cảnh sau giải phóng thì sẽ gặp nhau, nhưng đến sau năm 30 tháng 4 năm 75 thì tôi được tin Cảnh đã hy sinh tại mặt trận Xuân Lộc.
Vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, chỉ cách ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam chỉ có 3 ngày. Thì tôi rất là nghẹn ngào xúc động. Trong bảng làng khói hương, trong niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi, bạn học Đặng Xuân Huệ dưng dưng nhớ về người bạn ngày ấy. Học giờ giang, mi cầm súng vô nam, rồi ngã xuống, chưa cầm tay con gái. Mấy mươi năm nơi chiến trường xa ngái, lớp đón mi về, thương mi lắm, Cảnh ơi. Ngày chia tay, không một bức ảnh chung, không một dòng lưu bút còn giữ lại. Nhưng ngày hội ngộ, ký ức xưa như cuốn phim sống dậy, trào dâng nơi vòng ngực ấm. Từ lớp học trong chiến tranh đã nuôi lớn bao tình bạn cật ruột, gắn bó thiết thân, kề vai nhau đi qua gian khó thăng trầm. Cũng từ lớp học ấy, những tình yêu trong sáng ngây thơ tuổi học trò đã nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Tình bạn và tình yêu đã gắn kết họ, để vững vàng nắm tay nhau đi qua hết những buồn vui của đời người. Bạn mình đây là Lương Thị Thi, Thần Thi là một học sinh học giỏi toán. Đó là bọn mình khôi đổ mới thích chứ không chứ có cái ý niệm gì về tình yêu cả đó. Thì tình cảm và thời học trò nó cũng hay lắm. nó chỉ dàng là thân thân hơn một chút thôi chứ cũng không phải là thấy thích. Trong niềm vui ngày gặp lại, họ dưng dưng nhớ về những thầy cô bè bạn đã trở về với cát bụi mênh mang. Thầy giáo Đặng Phàn, hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp 3 Tuyên Hóa. Thầy hiệu trưởng Đinh Ngọc Thương. Thầy chủ nhiệm Nguyễn Khánh Đằng. Và nhiều thầy giáo, cô giáo đã không còn hiện diện để chứng kiến giây phút những học trò xưa được trở về bên nhau. Và 58 thành viên lớp B ngày ấy, nay cũng chỉ còn lại 44 người. Những gương mặt thân thương ấy giờ chỉ có thể gặp lại trong ký ức. Ta trở về tiếng gọi ngày xưa, về thắp lại một thời hoa đỏ cháy, một thời hồn nhiên khát khao vùng dài, chiều mến thân thương hai tiếng tông mi. Tiếng trong trường gọi những người đi, trang sách hồng nhòe màu mưa nắng, quần lấm bùn nâu đâu tà áo trắng, mà trời xanh phương thẳm trên đầu. Bạn xưa, bạn bè ơi, không có sáng hẹn chỉ có nụ cười thôi, không có sanh quyền chỉ có bạn bè thôi, về với ngày xưa cho mình trẻ lại, về đi thôi, về để gọi tao. 50 năm qua đi, những học trò tuổi 15-17 ngày ấy đều đã bước vào tuổi xưa nay hiếm. Mái tóc đã phủ màu thời gian, đi gần cuối cuộc đời, nếm đủ buồn, vui, mất mát. Người thành công, người còn chật vật. Nhưng hôm nay, giữa thầy xưa, lớp cũ, họ gác lại những trộn rộn áo cơm, bao nặng gánh đời thường, để trở về với thời học sinh tinh khôi thủa ấy. Bởi sống trong cuộc đời, không nhiều người được một lần 50 năm
như thế. Sự khắc nghiệt của thời gian có thể làm ta quên đi nhiều thứ, nhưng nghĩa thầy, tình bạn thì vẫn vẹn nguyên. Thổn thức trong tim và đong đầy trong trí nhớ, quên sao được những tiết học dưới hầm hay lớp học tranh tre nứa lá nơi xóm chợ cuội. Càng không thể quên sự cưu mang đùm bọc mà người dân xã Tiến Hóa đã dành cho những học trò nghèo. Trong khó khăn gian khổ, nghĩa thầy trò, tình bè bạn càng nồng ấm thiêng liêng. Những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay như trao gửi bao nhớ thương, những câu chuyện cứ thế miên man trong niềm vui và trong cả những giọt nước mắt xúc động. Trở về trong tiếng gọi ngày xưa, những kỷ niệm tường đã ngủ vùi trong ký ức chợt hóa thành một cơn mưa đầu xuân tắm mát các khuôn mặt đã hằn dấu vết thời gian. Đọng lại trong tim con đò đến cũ, không phai mờ hình bóng bạn xưa. Không có sang hèn, chỉ có nụ cười thôi. Không có danh quyền, chỉ có bạn bè thôi. Thưa các thầy, thưa quý vị và thưa toàn thể các bạn, sau bao tháng bao năm đợi chờ, thậm chí có những người đánh giá rằng đây là một sự đợi chờ trong khắc khoải. Trong tâm hồn, trong tình thương, nỗi nhớ của mọi người đều hướng về quê hương, về đất mẹ Tuyên Hóa. 50 năm, nửa thế kỷ đã trôi qua, để lại cho chúng ta những kỷ niệm, những ấn tượng của một thời để thương để nhớ. Và chính bụi phấn và bụi thời gian đã làm hơi mờ đi chữ của thời để nhớ. Bụi phấn và bụi thời gian nó làm chút nào đó nó hơi mờ đi cái một thời để nhớ. Và dưới một thời để nhớ thì khắc ghi dấu ấn của Tuyên Hóa ngày 12-13 tháng 5 2004. Chính cái đó là một sự hòa quyền đánh thức tất cả mọi người trở về với quê hương Tuyên Hóa, về với đất mẹ yêu thương, về với tình thương của lớp, của các thầy và của các bạn hôm nay. Và trong không khí hiện sức đầy trang trọng hôm nay, tôi xin được phép thay mặt cho ban nhân làm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến các thầy, các cô, đồng thời kết mục giảng để truyền thụ kiến thức, để giúp đỡ học trò, giúp đỡ các em nên người và thành đạt. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, khách quý đã dành chút thời gian rất quý báu của sáng thứ hai để về đây tham dự ngày hội ngộ của lớp chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe của các thầy giáo, cô giáo. Chúc sức khỏe và mọi điều hạnh phúc của các vị đại biểu, các quý vị khách quý và chúc tất cả các bạn U70 của lớp B luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và hẹn ngày tái ngộ. Khép lại hành trình 50 năm cùng những hoài thương tiếc nuối. Một mai không biết sẽ lại được gặp đủ đầy những gương mặt thân thương hôm nay. Chia tay để trở về những lo toan đời thường, nhưng thật hạnh phúc là khi họ vẫn luôn có một nơi để trở về, có một ký ức đẹp đẽ để nhớ đến. Về ngân hoài tiệc khúc chia ly, ánh mắt nào nhìn nhau bối rối, lời nhớ lời thương ai nào dám nói, để tao mi còn đến bây giờ. Bạn bè ơi, bao tháng năm rồi muôn nẻo ngược xuôi, chấp chơi trong đời bao nỗi buồn vui, đong lại trong tim con đò bên cũ. Phải mơ hình bóng bạn xưa, bạn bè ơi, không có sang hèn chỉ có nụ cười thôi, không có danh quyền chỉ có
dễ để coi tàu mi. Bạn bè ơi, bao tháng năm rồi muôn nẻo ngược xuôi, chấp chơi trong đời bao nỗi buồn vui, đong lại trong tim con đò bên khu, không phải mơ hình bóng bạn xưa. Về đi thôi, về lại.